Yeah. F to the X to the double E. Yeah. Và tao biết thằng nhóc như tao xuất phát từ số 0. Tao không giống như những đứa còn lại, tao khác biệt với số đông. Và khi tao freestyle bật mai và tao không lo phiền. Và bây giờ làm sao nó cho ra tiền. Và tao biết là tao như chiến binh này bất bại. Thành công tao mang theo, còn thất bại thì vất lại. Khi mà đã freestyle tao không còn hề nghi ngại. Nói về chuyện bi ai hoặc những chuyện thi hại tao có trong cuộc đời, tao vẫn chưa thuộc lời. Vậy bây giờ freestyle và điện tao thuộc đời. Và có thể là tập freestyle không cần chuẩn bị. Rap là món ăn thật đậm đà và thật chuẩn vị. Tinh thần tao là driver. Tao vẫn hay dù freestyle hay là cypher. Và nói cho tụi mày được biết nha. Bây giờ ok, tao yêu nhạc này thật thiết tha. Wow.